Ok, thì video của tôi đã xin kết thúc đây thôi. Thực sự là gió là rất nhẹ mọi người ạ. Nhưng đây là con diều bồ câu trắng, biểu tượng cho sự hòa bình mọi người nhá. Thì ở clip trước tôi làm một con diều xe tăng, tức là ngày để kỷ niệm ngày 30 tháng 4 giải phóng đất nước chúng ta các bạn ạ. Thì ngày hôm nay sẽ là tiếp tục một clip, đó là con diều, con chim bồ câu màu trắng, biểu tượng cho sự hòa bình mọi người nhá. Ok, thì một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh Thọ Vlogs nha mọi người nhá. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.